Đây là chai Coca, khi mình thả nở vào và nó vẫn đang sủi tăm rất là nhiều, chứng tỏ là Coca đang tác động với lại hạt nở rất là mạnh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hưng Trích, kênh chuyên về khám phá các đồ chơi cũng như đồ ăn vặt của các bạn nhỏ. Thì trong video lần trước mình đã thử nghiệm thả hạt nở siêu to vào rượu và nước, và kết luận của mình cuối cùng là khi thả hạt nở vào rượu thì tốc độ nở của hạt nở sẽ chậm hơn trong nước, nhưng về kích thước thì nó sẽ như nhau. Hôm nay mình sẽ thử một thử nghiệm mới, tức là ngâm hạt nở siêu to vào chai Coca này. Đây là hạt nở siêu to xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là chai Coca, mình sẽ mở chai Coca ra nhá. Rất ngon. Vì cái thể tích của chai Coca này nhỏ nên là mình sẽ không ngâm toàn bộ số hạt nở này vào, mình sẽ ngâm khoảng 4-5 hạt các màu: màu cam, màu vàng, màu đỏ. Màu xanh và màu trắng. Đấy. Và mình ngâm trong Coca và sẽ xem là những cái viên màu này nó sẽ biến đổi màu như thế nào. Đây các bạn nhìn này, khi mình thả hạt nở vào thì nó sẽ sủi tăm nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nó nổi tăm lên rất là nhiều. Mình sẽ ngâm trong 24 giờ. Hạt nở lần trước mình ngâm trong 48 giờ, nó nở rất là to luôn. Và lần này mình sẽ ngâm trong 24 giờ để xem là hạt nở nó sẽ to gấp lên bao nhiêu lần và nó sẽ biến thành màu gì. Mình đã thả màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu cam nữa, 5 màu. Mình sẽ xem nó chuyển thành màu gì, nó có chuyển thành màu đen hết không các bạn. Đấy là một thắc mắc của mình. Các bạn cùng xem kết quả nhé. Sau 24 giờ, tức là ngày mai mình sẽ quay lại các bạn xem. Đây là chai Coca, khi mình thả nở vào và nó vẫn đang sủi tăm rất là nhiều, chứng tỏ là Coca đang tác động với lại hạt nở rất là mạnh. Bên dưới mình nhìn được, đây mình xoay cho các bạn xem bên dưới. Đây, wow, rất đẹp. Đây, nó đang lấy nét sai chỗ. Đây, bạn nhìn thấy chưa, nó đang sủi tăm lên rất là đẹp. Lúc mình thả trong nước và cũng như rượu thì mình sẽ không thấy cái hiện tượng này, nhưng thả trong Coca mình sẽ thấy hiện tượng là hạt nó đang tác động với Coca, đang sủi lên rất là nhiều. Đấy, ngày mai mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Hello, xin chào cả nhà. Đây là kết quả của hạt nó sau khi ngâm trong Coca 24 tiếng. Thì đây các bạn có thể nhìn này. Đây, hạt nó đã nở rất là to nhé. Nhưng mà theo như mình cảm nhận thì nó đã không bị ảnh hưởng bởi màu sắc của Coca. Hình như tất cả các hạt nó đều giữ nguyên màu. Bây giờ mình sẽ đổ Coca ra để kiểm tra xem là hạt nó sẽ như thế nào nhé. Các bạn đợi mình một chút. Đây, kết quả sau khi đổ hết Coca ra thì màu đỏ đã bị vỡ, màu vàng cũng đã bị vỡ, có hai hạt bị vỡ. Mình sẽ cắt chai ra tại vì nó cũng to, nó không ra được. Đây, to nó không ra được nên là cắt ra xem. Hôm qua là mình đã bỏ 5 màu: màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Thì trong này đã không còn màu trắng. Vậy là màu trắng nó đã bị đồng hóa này. Màu trắng nó đã bị đồng hóa. Nhìn ở trên video thì
thì nó trắng, mà đây các bạn nhìn này, nó gần như chuyển sang cái màu vàng sậm ấy, màu nâu sậm, tức là màu coca, nhưng mà nó bị bớt đi trong suốt đây, màu xanh đây, màu cam này, màu vàng này, màu vàng đã bị vỡ, màu đỏ bị vỡ, đây màu đỏ này. Các hạt nó không nở được to như là những cái hạt mà hôm qua mình ngâm trong rượu và nước, nó kích cỡ của nó khá là nhỏ. Đây mình zoom cho các bạn xem nhé. Đấy, kích cỡ của nó khá là nhỏ. Cái màu đây, cái màu trắng này các bạn nhìn sẽ rõ nhất này, màu trắng nó không trong suốt như hôm qua, mà nó hơi có chút màu vàng, màu đỏ, màu này là màu vàng này, màu vàng cũng bị sứt này. Màu sắc của các viên hạt đỏ này nó bị đục hơn so với lại ngâm trong nước và ngâm trong rượu. Nói chung là cái này là mình trước tiên là mình nghĩ là nó sẽ bị đồng hóa màu thôi, tức là tất cả những cái màu xanh này nó sẽ thành màu của coca, màu đen hết. Thế nhưng mà nó chỉ hơi bị nhiễm màu một chút thôi. Còn cái việc mà các bạn ngâm trong coca này, nó sẽ phản ứng rất là nhanh, hạt đỏ nó sẽ phản ứng rất là nhanh với lại coca, nên là các hạt khó có thể giữ được kích thước, khó có thể giữ được hình dáng, mà nó sẽ bị vỡ ra. Đây, ngâm 5 hạt thì trong đấy 2 hạt vỡ, một hạt thì bị sứt. Kết luận cuối cùng của mình là khi mà mình ngâm hạt nở trong coca thì tốc độ phản ứng sẽ rất là nhanh, nên hạt nở sẽ không còn giữ nguyên kích thước và hạt nở cũng không bị đồng hóa màu nhé. Nó chỉ hơi bị nhiễm một chút thôi chứ không bị đồng hóa hẳn. Và cái tốc độ phản ứng thì nhanh, thế nhưng mà cái kích thước mà nở ra nó sẽ cũng không to hơn khi mình ngâm trong nước là mấy. Có những hạt có khi nó còn không nở được to như là cái kích thước ban đầu. Đấy, chốt lại là coca không phải là môi trường thuận lợi để hạt nở phát triển, và nó cũng không tạo ra một cái màu sắc mới cho hạt nở nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn nhé. Các bạn nhớ ấn đăng ký, like cũng như là ấn chuông để YouTube thông báo cho các bạn những video mới nhất của mình. Đón xem video sau của mình với những điều thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.